Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái thử thách siêu khó, đó chính là cày chay tiểu yêu tầm nạo. Cơ bản bây giờ nó cũng là hè rồi, rảnh rỗi hơn rất nhiều, thế cho nên là có nhiều thời gian hơn nha. Và việc đầu tiên của mình đó chính là phải nhập code cái đã anh em ạ. Và nếu như anh em nào mà chưa biết cái game code mới nhất ở trong tháng 6 này là gì, những code nào đã hết hạn, code nào còn dùng được thì nhớ xem lại cái video đang hiện trên màn hình này nha. Và như vậy là sau khoảng 5 phút nhập code thì đây là tất cả những cái gift code ở thời điểm hiện tại mà anh em có thể sử dụng được nha. Phần quà là 580 người linh thạch này. Cái này nếu như mà ra ứng lòng giai đoạn đầu luôn là chúng ta sẽ múc luôn anh em nhá. Tiếp theo là 960 đào, tha hồ mà chặt ở ngày đầu của anh em ạ. Một lúc nữa thì mình mới có thể là mở được tính năng tự động thì nó sẽ nhàn hơn một chút. Còn bây giờ thì cứ auto thủ công thôi vậy. Auto bằng cơm. Rồi, nâng cấp cây càng sớm càng tốt anh em nhá. Chỉ có 5 phút thôi thì mình sẽ ấn sử dụng luôn này. Tiếp theo này, phát này là vẫn có thể sử dụng được này. Đó, có một mẹo nhỏ dành cho những anh em nào mà cày chay á, là để cho chúng ta chặt đào nhanh hơn thì anh em cứ ấn liên tục vào đây như thế này thì nó sẽ tốc độ chặt tăng lên rất nhiều. Còn nếu như anh em chỉ ấn một phát thì tốc độ chặt của nó chậm lắm anh em ơi. Ủa cái gì đấy, chúc mừng bạn tăng cấp. Wow, nhận ngay nhận ngay. Cái gì vậy? Ồ, bây giờ chúng ta có một cái sự kiện mới là đăng ký để nhận quà ở server mới nha anh em. Đây, đăng ký thì cần số điện thoại cũng như là mã xác minh. Sau khi đăng ký xong thì nó sẽ gửi về điện thoại của mình nhập vào đây. Thế là cứ đạt những cái mốc thưởng nhất định là mình sẽ có thêm... Ui, đào tiên 100, vãi, ngon vậy. Nhưng mà cái sự kiện này ở thời điểm hiện tại nó vẫn đang hơi bịp anh em nhé. Mình vẫn chưa nhận được cái mã xác minh sau khi mà nhập số điện thoại ở đây rồi. Thế cho nên là anh em đừng quá bâng khuâng nhé. Anh em lưu ý có một cái mẹo nhỏ để cho chúng ta đi vượt ải mạo hiểm nó dễ dàng hơn. Là mặc dù những cái trang bị mà tăng lực chiến nhưng mà nó tăng ở cái phần trăm ấy thì anh em không nên lấy nha. Mà chúng ta nên lấy ở những cái chỉ số ở bên này này, công HP thủ nhẹ bén ấy, thì giai đoạn đầu nó sẽ có lợi hơn rất là nhiều. Đôi khi có những trang bị mà nó giảm đi tầm vài trăm điểm yêu lực, tuy nhiên là cái chỉ số công bên này nó lại tăng lên ạ. Thì anh em nên lấy để đi vượt phụ bản, đi vượt mạo hiểm ở giai đoạn đầu nó ngon lành hơn. Đấy, ví dụ những trang bị này thì mình sẽ tách nhá. Đấy, anh em cứ lấy theo nguyên tắc như thế thì bây giờ đi vượt ải nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều này. Ok, anh em thấy chưa? Những cái chỉ số này của mình nó tăng lên, ví dụ như phòng thủ á, thì con này nó đánh mình đâu có thấm đâu. Ở giai đoạn đầu là chúng ta cũng rất khó để có thể là kích hoạt được những cái chỉ số kiểu như là liên kích, bạo kích hay choáng cái gì đó. Thì tỷ lệ nó thấp lắm. Nên là cứ lấy những cái chỉ số thuộc tính cơ bản như vậy thì chúng ta sẽ có lợi hơn rất nhiều nhá. Đó, anh em thấy chưa? Easy luôn. Đó, chống cự được ngay. Rồi, ngon không? Đấy, nó khác biệt ở vài HP là như vậy anh em nhé. Và tất nhiên là bây giờ mình có thể độ kiếp được phát đầu tiên. Cực kỳ đơn giản. Nhớ anh em thấy vượt ải giai đoạn đầu khó quá, bởi vì cứ chạy theo những cái đồ phần trăm, mặc dù nó rất nhỏ thôi, 1.6% nó tăng một vài ca điểm lực chiến nhưng mà nó không ăn thua. Ở server mới này thì khi mà chúng ta làm nhiệm vụ lên level 6 một cái, độ kiếp một phát thôi là đã mở ra cái tính năng cứu viện Tây Thiên này anh em này. Ngon lành luôn. Nếu như anh em nào mà chưa biết chơi cái sự kiện cứu viện Tây Thiên này thì mình cũng có đã làm 3 cái video hướng dẫn anh em là chơi cứu viện Tây Thiên từ ải 1 cho đến ải cuối cùng luôn. Thì anh em nhớ xem lại 3 cái video đấy nhá. Mình thấy chơi cái chay thì sẽ khổ nhất là ở những cái con cóc này này, hay là trong cái phần chặt cây này, thì chúng ta sẽ cần mất khoảng 30 giây để có thể là xem quảng cáo anh em nhá. Nhưng mà phải chấp nhận thôi, đã là cày chay thì phải mất thời gian là vì như thế. Nhưng mà không sao anh em ạ, bởi vì mình là người chơi hệ xem quảng cáo anh em ơi. Bộ phe thì rồi, vì làm series này nên phải cố gắng chứ biết làm sao bây giờ. Đấy, với cái công thức của mình thì những cái chỉ số cơ bản ở bên này mà nó tăng lên thì mình sẽ lấy. Còn lực chiến ở bên này nó giảm đi 1.3% né nó chả sao cả. Và bây giờ ở server mới thì chúng ta đang có sự kiện mới, quà thất huyền thế này anh em này. Thì chúng ta sẽ điểm danh để nhận luôn cái skin mới nhá. Skin mới này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm một chút những cái thuộc tính khá là ngon. Cộng được 4.009 điểm lực chiến. Không sao, nhưng mà nhìn đẹp hơn, đánh đấm nó cũng phê hơn anh em ạ. Tiếp tục là chặt cây 10 lần nào. Và bước sang ải số 10. Nhớ anh em là đánh cái thanh niên trấn song sơn này không đánh được. Thì có một mẹo nhỏ thôi, anh em vào mua một cái vật cưỡi. Hiện tại thì kháng né với cả kháng choáng thì luôn luôn là được ưu tiên mua đầu tiên. Giai đoạn đầu thì anh em nên mua cái kháng choáng. Rồi, bây giờ là mình sẽ dùng luôn. Thì yêu lực của anh em sẽ tăng thêm một chút, chỉ số của anh em cũng tăng thêm một chút. Và bây giờ đi chiến đấu thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và mình tin là có thể là vượt qua được rất là easy thôi. Ok, mốp luôn. Tiếp tục. Mày trâu với ai? Mày trâu với ai? Ây à, trâu phết. Ui, mày quá. Nổ được pha bạo kích anh em ạ. Uầy, thấy không anh em?
còn một chút chút máu là vẫn có thể ăn được bình thường. Đấy là cái lợi khi mà anh em lấy trong cái phần thuộc tính cơ bản đấy. Đây, và có thêm món đồ ngon lành cành đào này. Wow, liên kết cộng 10% luôn đấy chứ. Được nhỉ? Thế thay luôn chứ biết làm sao bây giờ. Ở ngày đầu tiên khi anh em lựa chọn trang bị thay thế thì anh em ưu tiên là phần nhạy bén. Cái thứ hai là chỉ số công. Đấy, hai chỉ số đấy thì sẽ giúp cho anh em đi vườn ải rất là tốt luôn. Đây, chấp luôn con chổi này nha, tao đánh trước mày. Nhớ anh em build không để ý là kiểu gì vào ải này con chổi nên nó đánh trước là đôi khi là thành thọt mất một hiệp đấy. Nên là cái thắng với cả thua cách nhau chỉ đúng một điểm nhạy bén thôi. Nên là anh em lưu ý cái phần đấy nha. Bây giờ sẽ đến một phần cực kỳ là quan trọng vào ngày đầu tiên nha anh em. Anh em phải xác định được cái hướng đi cho mình. Bởi vì là khi mở ra cái tính năng linh thú á, thì cái này sai một ly đi một dặm luôn. Nếu như anh em cày chay thì chúng ta chỉ quan tâm đến 3 lượt miễn phí ngày đầu tiên thôi. Còn ngựa linh thạch thì chúng ta không dùng, cứ tích lũy ở đấy thì vẫn không sao cả. Bởi vì sẽ có những cái sự kiện mà chúng ta tiêu cái ngựa linh thạch này để sở hữu luôn được những em pet đỏ, những em pet cam xịn sò con bò hơn anh em nhá. Và dành cho những anh em nào tân thủ chưa biết thì có hai môn phái mà anh em cày chay sẽ chơi cực kỳ khỏe, đó chính là môn phái né cũng như là môn phái phản công. Thì môn phái này sẽ giúp cho anh em đi PK, đi mạo hiểm rất tốt luôn. Còn tất nhiên dị thú xâm lược tối ưu nhất thì vẫn phải là chơi môn phái liên kích và bạo kích rồi. Và em pet ngon lành cành đào nhất để cho anh em chơi hai cái môn phái né cũng như là phản công đó chính là ứng long. Để cho nên là anh em chơi luôn ứng long ngay giai đoạn đầu cho mình nhá. Bởi vì là anh em cày chay thì không có nhiều tài nguyên để mà đổi đi đổi lại đâu. Ong già thì anh em chỉ chơi được đâu đó tầm 3 tuần đầu đổ về thôi. Anh em cày chay chỉ cần lưu ý là chúng ta reset hết 3 lượt miễn phí cộng với lại 2 lượt ở bên này. Thế là ngon lành cành đào rồi. Nếu như không ra thì thôi anh em nhá. Vì là nếu như mà nó đắt đen trong ngày hôm nay rồi, anh em có reset cả 1.000 ngựa linh thạch nó cũng đếch ra mừng lòng đâu. Thực ra nếu như anh em cày chay mà có nhiều thời gian thì có thể là tạo nhiều ác, sau đó là roll ứng long, ra được ứng long mình chơi luôn. Còn nếu không thì anh em lười giống như mình á thì hoàn toàn có thể bắt một em vượn núi để đồng hành với mình khi mà chưa có ứng long anh em nhá. Chỉ tốn có 30 ngựa linh thạch thôi nên là không cần phải lo lắng quá anh em ơi. Có cường hóa trị liệu này, hơi phế tí anh em ạ. Em vượt núi này thì sẽ cung cấp cho mình khả năng là gây choáng hiệp thứ tư. Đôi khi đi PK chỉ cần một hiệp choáng thôi, nó sẽ thay đổi cục diện trận đấu đi rất là nhiều anh em nhá. Và anh em cứ nâng mắc em vượt núi lên thôi. Đấy, cực kỳ là ngon lành cành đào. Rồi, lên được cấp 36 nha. Nếu như lên cấp 40 là lại ngon hơn một tí nữa. Đây, linh thú level 40 nha. 4 hiệp dùng kỹ năng một lần, gây sát thương 47% công nhân vật chính và làm choáng kẻ địch trong vòng một hiệp. Bây giờ thì anh em sẽ thấy cái việc có em vượn núi đi vượn ải giai đoạn đầu game nó rất là dễ luôn nha. Rồi con này thì nó còn yếu này. Ok, hiệp thứ tư chuẩn bị chưa? Chưa cần đến hiệp thứ tư. Đấy, choáng luôn này, nó đứng nghiêm luôn á. Có thêm món đồ mới, tiếp tục đi vượn ải sau luôn này. Cái chổi à? Rồi, mày dính chưởng ngay. Đấy, choáng ngay, cực kỳ khó chịu anh em nhé. 4 hiệp đầu tiên cực kỳ là nhanh thôi. Phản công nhận luôn. Tiếp tục là con này, lại có thể là thắng rất dễ luôn anh em ạ. Úi xồ, tuổi gì, tuổi gì đó ăn mí. Đấy, anh em thấy không, lợi thế rất là nhiều luôn. Và nó rất là rẻ, chỉ có 30 ngựa linh thạch thôi anh em ạ. Đây là cách chơi hoàn toàn mới. Và ngày đầu tiên thì kết thúc khi mà hết đào anh em nhá. Ngày nào cũng thế, cứ hết đào là kết thúc một ngày, không làm gì nữa cả anh em ơi. Ê, cho anh em xem qua một chút là tiên ngọc thì mình tích lũy được 4.001. Đấy, nói chung là cứ tích đấy chờ sự kiện thôi. Chủ yếu là dùng tiên ngọc để mua full những lượt kha khiêu chiến yêu vương anh em ạ. Có cái ải này mình chưa đánh được vì chưa đủ lực chiến. Ok, có linh thú thì mình cũng nâng cấp lên level 57 thôi. Chưa có ứng long nhưng mà chẳng sao, bởi vì là mình vẫn tích lũy 1.113 tiên ngựa linh thạch ở đây thì không dùng thì vẫn còn đấy anh em ạ. Bao giờ ra được ứng long thì chúng ta sẽ all in. Còn về tinh quái thì đây anh em nhá, mình đang sử dụng 3 em này để đi PK cho nó sướng. Đặc biệt là em này thì có khả năng là hồi HP đầu hiệp bằng 10% công. Thế cho nên là những cái trang bị ở đây anh em lấy thì ưu tiên những chỉ số công tăng với cả nhạy bén tăng thì anh em cứ quất thôi. Đó. Còn thêm một em tinh quái nữa thì em này là hiệp 1 nhận được 7.5% choáng. Cơ bản là có thêm tí choáng nữa thì ngon đấy. Đôi khi choáng bủ phát cái địch đứng im, kết hợp với cả cái em vượn núi này, choáng thêm phát nữa, sướng luôn. Còn trong phần đấu pháp thì không có ứng long nên anh em đừng hy vọng gì đứng ở top cao nhá. Hạng của mình chỉ 168 thôi. Nhưng mà chả sao cả anh em ạ, nó cũng chẳng thấm vào đâu cả. Rồi, tiếp theo thì ở trong phần
Tiên hữu đây. Tiên hữu thì mở thêm một em tiểu tử nữa rồi, mình nâng cấp lên level 20 thôi. Còn đâu thì vẫn all in và em Lạc Anh, nâng càng nhanh càng tốt để có thể là tăng thêm đào rơi ra khi càn quét khiêu chiến yêu vương. À, anh em nông dân thì chủ yếu là cần đào trong khiêu chiến yêu vương này. Thế thôi. Còn lại một số những cái sự kiện gì nữa. À, vui mở server thì anh em lưu ý này. Chúng ta nên đổi theo thứ tự sau nhé. Đầu tiên đó chính là Ngọc Lưu Ly. Thứ hai là đến cái trái linh thú. Và thứ ba là chúng ta sẽ đổi đến cái ngự linh thạch. Và tiếp theo cái thứ tư là chúng ta đổi cái dẫn hồn chú. Còn về tiên thụ ở đây anh em ơi, mình đang dừng lại ở cấp 8 thôi. À, chắc là phải ngày mai thì mình mới có thể lên tiên thụ được cấp 9. Lên tiên thụ cấp 9 thì có thể đánh rớt ra được cái dẫn hồn chú này khá là ngon. Kết hợp với đó là trong phần tự động này chúng ta sẽ đánh được x2 thể lực. Đối với những anh em nông dân thì cái việc chặt cây là khó khăn nhất. Bởi vì tốc độ chặt nó rất là chậm luôn. Mỗi lần chặt một cái mà đánh nó kiểu là yếu cơm vãi trưởng luôn anh em ạ. Còn nếu như mà có thể thán đúng không, chặt phăm thì đấy cực kỳ là khổ đối với những anh em nông dân. Nhưng mà không sao, mình sẽ chứng minh cho anh em thấy là mình chơi cày chạy cũng vẫn chơi được, không có cái vấn đề gì cả. Tạo động lực cho những anh em cày chay, những anh em mà không có nhiều tiền vẫn chơi được cái tựa game này, chứ không phải là bảo là cày chay không chơi được. Ui giời, quá là dễ luôn. Ở trong phần phúc địa chắc là phải cố gắng để tìm kiếm đào thôi. Nếu như server của anh em mà không có đào 3 thì thôi đào 2 cũng lụm nha. Bởi vì là mới ra server thì thông thường những đào 3 sẽ bị tranh cướp khá là nhiều. Đấy, không có mà chơi đâu. Thế thành ra là đào 2 là cũng lụm được rồi anh em ạ. Méo mó con không mới chứ biết làm sao bây giờ. Và anh em nên ưu tiên vào cái ngọc lưu ly này trước nha. Đó, ngoài đào ra thì cũng cần phải đi đào cái ngọc lưu ly này nữa. Thì hiện tại mình mới chỉ có 2 em chuột thôi. Phải lên được 300 cái ngọc lưu ly này thì mình mới có 3 em chuột. Ok, dần dần là sẽ có anh em nhá, không vấn đề gì cả. À đúng rồi, cái phần huyết mạch thiên tiên này thì mình biết là phải lên luyện hư tiền kỳ hoặc là mua cái thẻ trọn đời thì chúng ta mới có thể auto được. Nhưng mà giai đoạn đầu thì anh em có thể là click dần đi. Hoặc nếu như anh em nào mà chơi ở trên PC ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em là tải cái ứng dụng LD Player. Chính là cái ứng dụng mà mình để cái video phần đầu tiên ấy. Anh em click vào cái đường link ở bên dưới phần mô tả, tải về. Sau đó là mình cũng đã hướng dẫn anh em cách auto cái huyết mạch thiên tiên rồi, làm hẳn một cái video rồi. Cài đặt auto làm sao cho nó dễ. Thì anh em nào mà chưa biết cách auto nhớ tìm lại cái video đấy trên kênh mình nhá. Hướng dẫn auto huyết mạch thiên tiên. Ok, có vẻ như là ngày đầu tiên chỉ thế thôi nhở. Thì hẹn gặp lại anh em ngày thứ hai nhé. Anh em đừng quên là ấn đăng ký kênh và ủng hộ cái series cày chạy này của mình nhá.